Xin chào anh em nha. Hôm nay tranh thủ lại review cái máy radio của Makita. Đây là cái đài nghe nhạc và nghe FM AM của Makita. Cái mã của nó đây, DMR107. Các bác muốn tham khảo giá của nó thì các bác lên Google gõ cái mã này ra là sẽ có cái giá chính thức ở trên người ta bán. Còn hàng của em thì em nhập cái hàng trưng bày từ bên Úc về. Makita ở đây nó cũng có nhưng mà cái giá của nó cũng khá là cao. Đây nó còn vẫn còn tính cái giấy của bên kia này. Giấy hàng thanh lý. Đây, em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Cái này thì nó nhỏ thôi, nó cũng không phải là máy lớn lắm. Máy nó nhỏ gọn, các bác đứng tuổi ở nhà nghe nhạc hoặc nghe thời sự. Máy thì gần như là mới 100%, chưa sử dụng. Đó. Cũng còn khá là mới và rất là đẹp. Chưa có một vết chảy xước nào nhé. Cái này thì sản xuất thì đây, cho các bác xem, nó sản xuất tại China nhé. Riêng Malai này thì nó sản xuất tại riêng Makita này sản xuất tại China. Sản xuất tại China thôi nhé, chứ mà cái của nó là hàng chính hãng này các bác, không phải là hàng nhái đâu. Đây, mở bên trong ra. Bên trong thì nó sẽ có cái cục sạc adapter cắm điện. Điện ra 12V. Còn trong này thì nó có sử dụng pin nha. Pin 18V là cắm ở đây, 12V thì cắm ở dưới này, lỗ này. Đó. Còn cái trong cái này nó có một cái này, pin nhỏ thì nó nằm trong đây. Nhỏ đây thì để nó hiện những lúc nào nó cũng hiện giờ giấc ở đây. Cái này nó sử dụng vừa adapter vừa pin. Mình có pin Makita rồi thì mình sử dụng pin mình xách đi ra ngoài được, khỏi cần phải cắm điện. Sóng radio. Hôm nay thì sẽ cắm thử cái cục sạc này xem mình nghe nhạc xem sao. Điện nó vào rồi, mở đài lên. Và phải các bé chưa nói được. Vấn đề thứ hai là về vấn đề kiến thức. Đa phần là các bé chưa biết gì. Khi bước vào một môi trường học tập thì các cháu chưa. Thì em cũng nghĩ như vậy.
cũng nghĩ như vậy. Bữa cơm gia đình là các bác tài rất mong nhớ và thèm cái bữa cơm gia đình như vậy. Nhưng mà làm sao ta, làm sao có thể cải thiện được, làm sao có thể thay đổi được với cái nghề của mình nó đã như vậy? Có khi nào mình mang cơm theo, mang cơm nhà theo được không? Thích lắm, nói chung là cái công việc này nó không có phù hợp để mình đem cơm hoặc là ấy là chuyện. Nói chung là tranh thủ được về nhà ăn cơm là ấy thôi, như hoặc là ấy là có khi mình được nghỉ ngày năm trước năm Tết mình cũng được nghỉ nha. Coi như là cái công tại công học là quanh năm suốt tháng rồi. Một ngày có khi một lần về ăn cơm được là đó thì cái này mình nghe em AM nhé. Còn mình có điện thoại thì hay là USB gì đó. Cái này USB thì không có cắm được các bạn. USB thì em phải chế các bác nhé. Để mai em chế cái Bluetooth và USB. Cái máy zin của này thì nó không có Bluetooth nhá, và cũng không có USB. Cái nào thì mình chỉ có cắm đây. Đường này thì mình cắm điện thoại, mình cắm dây điện thoại, từ dây điện thoại mình cắm ở đây rồi mình nghe nhạc của điện em thoại thôi. Thì chứ có bao giờ anh rớt nước mắt khi mà thấy gia đình này, của nó này nó cắm điện thoại rồi em cũng quên chuẩn bị. Đó thì cái bên này là cắm cái adapter điện để cho máy hoạt động này. Còn đây cái bên này là mình cắm cái dây của cái điện thoại, mình mở nhạc trên điện thoại để nghe điện thoại. Còn mấy cái nút đây là mức to nhỏ rồi dò đài. Đây là mình dò thủ công. Tự động đi cho nó nhanh. The best new music straight out of the UK. It's the selector. What? Quen thuộc của làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Giọng hát của bà thật trong trẻo. Và nếu được nghe những băng ghi âm ở những giai đoạn khác nhau, có lẽ chúng ta cũng khó nhận ra lứa tuổi của bà ở mỗi tác phẩm khác nhau mà bà thể hiện. Rất tiếc nghệ sĩ ưu tú Như Hoa đã không còn nữa. Thưa nghệ sĩ Tiểu Long, là trong nghệ thuật chèo thì có yếu tố hài với những vai hề chèo. Đây là cái mã nhá, giờ em sẽ tra cái mã này để xem cái giá nó ở mình nó bán nó bao nhiêu và giá bên nước ngoài người ta bán bao nhiêu nhá. Đời thường được người cao tuổi thích xem hơn là giới trẻ. Ở chèo nó có một cái đặc biệt là thưa với tất cả quý khán thính giả, đó chính là ngày xưa các cụ gọi là đi xem chèo thì là phải xem cái tích đi. Nó là cái tích gì? Và các cụ thì vẫn nói là có tích thì mới dịch thì nên chọn. Cái hề ở trong nghệ thuật chèo, cái anh hề thì luôn luôn là cái anh đi theo thầy. Và anh cũng chuyên môn là anh là người trong nhà, anh mặc áo người ta sẽ linh. Thế cho nên là người ta cười là cười. Cái mã này em chính ra cái mã này. Cái sự việc ấy, nó được cả người đằng trước, tức là ông thầy mở ra thì cái anh đằng sau thì anh lại mở ra cho người ta xem. Tức là vừa là tình một để bảy, vừa là những câu chuyện dí dỏm. Những cái câu chuyện mà ông thầy kia ông cố bịt lại thì anh này cố khui ra. Đây là cái người ta cố đóng cái cửa đằng trước thì anh lại mở cửa đằng sau cho người ta vào. Nhưng bởi vậy cho nên là cái hoàn cảnh đấy nó tạo cho con người ta tăng cường. Trả cái mã này ra thì ra trang nước ngoài. Bây giờ mình ghi là đài hoặc radio của xem nó có ra trang của Việt Nam nhé. Những điều từ những anh hề người chào. Thế thì tuy nhiên thì cái tiếng cười ở trong trà là một trong những tiếng cười nó khác hẳn với những cái tiếng cười mà chúng ta đã xem gần đây, là bởi vì cái tiếng cười đúng nghĩa của anh hề chào là những tiếng cười được chắt lọc bằng niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống này. Thế thì nó được chắt lọc và cô đọng một cách tinh tế qua rất nhiều thời kỳ. Mỗi một vở diễn, nói như nhà thơ Nguyễn Bính, tức là mỗi một vở diễn đi qua thì ở làng đấy là một cái hội, một đêm trèo đi qua thì nó như là một đêm hội ở làng đấy. Thì người ta quy định là mỗi một đêm diễn trèo cũng là một đêm hội. Và có một thính giả đang muốn được giao lưu trực tiếp với anh, chắc là cũng xung quanh những đề tài này, anh đồng ý chứ ạ? Vâng ạ. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nói máy. Thì vâng, alo. Alo, vâng, xin chào khán giả và cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng, thưa chị, tôi đang trao đổi với nghệ sĩ nhân dân Tự Long ạ. Vâng. Và chủ đề chúng tôi nói là nghệ thuật chèo với yếu tố thế hệ có tuổi và trẻ tuổi đấy ạ.
Bây giờ xin mời chị giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ nhân dân Tử Long ạ. Dạ vâng ạ. Và trai nước ngoài mình xem thì vậy, ở Việt Nam mình không biết nó bấm cái nào nó ra nữa mà không có. Tâm Anh, tôi năm nay là 50 tuổi. Úi dồi ôi, trời ơi, chị cái giọng trẻ như là năm nay chị mới chỉ 21 thôi. Ôi thế ạ. Vâng, nghe giọng của chị tặng là ở đây nó chắc là 158 gì đấy. Chị có biết là diễn hài với diễn viên gì đấy. Đây không biết là cái tiền gì. Tôi là... Đây là cái giá giáo viên ở bên trai nước ngoài. Kiếm cái giá của Việt Nam mình mà chưa thấy để em tìm, cố gắng tìm có. Đọc nghệ sĩ ở trên đài hôm nay xin hỏi Tử Long. Và cái trại của Marketa mà nó không biết là có giá không? Tôi đi xem nghệ sĩ biểu diễn nhiều lắm. Tôi cũng hay theo dõi các chương trình có chương trình Tử Long tham gia mà. Thế nhưng mà thường thì tôi biết là Tử Long là ngày thì đây có 7, thấp nhất là 742 pin 742 vẫn sử dụng 18 đến 18V. Tôi lại thấy vẫn sử dụng được. Tôi xuất hiện rất nhiều trên cái chương trình hài á. Anh diễn duyên á, thích á. Nhưng mà tôi chỉ trên xem trên Amazon nó bán bao nhiêu nhỉ? Diễn duyên trèo nhưng mà anh lại diễn hài nhiều hơn á. Thì khi mà cái này nó bán 198 euro. Trong 98 euro là bao nhiêu tiền Việt? Vâng. Chắc là nó tầm bao nhiêu ta? Thú vị đấy. 25 euro 30 sao ấy? 95 6 triệu người ta. Cao vậy. Chính thức là đối với nghệ thuật chèo. Thế nhưng mà thưa với chị là tại sao mọi người lại thấy Tử Long xuất hiện rất nhiều trên những cái phương tiện thông tin đại chúng ở những bộ môn loại hình khác? Nhưng mà chị phải nhớ là trong tất cả cái này nó tính bằng tiền gì xuất hiện đều hát bằng đô thì gần 200 đô tất cả những cái làn điệu dân ca truyền thống trong mấy cái này ở Việt Nam mình không có này, đến hò vè rồi đến chèo đến hát văn rồi đến cải lương là đều hát hết. Thì đấy là một cách mà thứ nhất để cho mọi người biết đến mình là đang sinh hoạt ở trong một cái này toàn ở đâu nó có toàn trang nước ngoài đúng không? Cái giá Việt Nam mình em chưa kiếm ra nhé. Thấy giá trị chưa biết nó nằm ở đâu. Và thưa với chị là cho đến bây giờ thì hơn 20 năm cống hiến ở cái chiếu chèo của người lính thì tôi đã có 11 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng các loại. Cái mã này em tìm Việt Nam chưa có giá, chưa tìm thấy ở hàng của Việt Nam mình bán. Và khi được xét về danh hiệu nghệ sĩ, cái trang cái mã này thì toàn bộ bên cái trang nước ngoài nó bán, nó bán thôi. Việt Nam mình không biết nó bán là cái trang nào mà nhấn mã này nó không thấy. Không phí một chút nào cả. Tôi lại đang là phó đốc của một nhà hát chèo. Cho nên là chị yên tâm là cái thế hệ giáo dục về truyền thống cũng như là đào tạo các em ấy là phải có trách nhiệm. Và tôi rất chi là yêu, cho nên là chắc chắn là với cái mong muốn là nghệ thuật chèo nó phát triển cơ, chứ không phải là nó bây giờ nó hơi chững lại như thế này nữa. Trước tiên là cảm ơn chị, sau đấy là cũng xin chia sẻ với chị là yên tâm đi, nhà nước vẫn dùng người không phí tí nào đâu. Đấy là thứ nhất là đối với cơ quan quản lý, còn thứ hai với cá nhân là chị yên tâm, với một người có đầy đủ đam mê thì cho dù cấm họ, họ vẫn hát, cấm họ, họ vẫn diễn, và cấm họ thì họ vẫn cứ theo đuổi cái đam mê ấy. Và chị yên tâm là Tử Long thừa đam mê. Thế thì em cũng yên tâm. Chỉ có Amazon nó bán nhiều mà Việt Nam mình không thấy. Cứ tìm để xem giá của mình bao nhiêu. 215 USD, 215 euro. Thực ra thì tôi lại là cái người rất là hâm mộ về cái bộ môn trèo. Tôi rất thích hát, thế là làm cách nào mà để tôi tiếp cận được không ạ? Cái giá toàn trên 150 euro. Tôi nghĩ rằng là chị có một cái giọng truyền cảm và rất là hay. Chỉ có điều là toàn trăm mấy chưa đủ đam mê để có thể tìm đến nó, mà chị chỉ là thích thôi. Thì chị yên tâm, nếu như mà sau chương trình này thì chị có giờ các bác nào có nhu cầu thì thứ nhất là có rất nhiều liên hệ với em ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, luôn luôn có liên hệ với em theo số điện thoại 0977400500 và họ mở lớp mà thôi. Thế còn em kiếm cái giá để mà mình bán cho nó phù hợp với cho các bác, cho nó dễ mua ấy mà. Nghiên cứu và thậm chí là thì thường em đang mạnh tra giá, em bán đây ví dụ như cái máy này nó khoảng 3 triệu thì em bán 1,5 triệu cho các bác chẳng hạn.
và cái giá này nó trên Amazon nó bán 150 mấy USD, 150 USD thì nó có tầm 3 triệu, hơn 3 triệu gì đấy. Còn máy này là toàn bộ mới khoảng 90%, phí 90%, 90-95%, nó còn khá đầy đủ, chưa có một vết chảy xước, hiện hàng nó chỉ là hàng trưng bày bỏ mẫu. Các cụ nói rồi mà, hát hay không bằng ai hát mà. Đấy. Giá cái này em bán là 1.6 triệu cho các bác nhá. Cái niềm đam mê của mình là được rồi, không sao. Đúng không mà. Bán là 1.6 triệu cho các bác. Chị có thể tìm đến hàng là thương hiệu đẳng cấp. Các bác nào có pin rồi thì xài phần pin. Mà không có pin thì mình vẫn có cục adapter mình xài. Nhá, cái giá là 1.6 triệu. Vâng, chúng ta đang trao đổi với nghệ sĩ Tử Lâm đấy, và bây giờ sẽ có một cái vui trò vui để giao lưu. Cái này em tắt đi. Là 1 triệu, giá 1 triệu 6 nha các bác nhá. Có thể mai em sẽ review lại một cái máy, em sẽ độ lại cái Bluetooth để cho bắt điện thoại nó phải kết nối bằng dây. Cái này em bán 1 triệu 6, mai em bán em sẽ độ một cái Bluetooth, giá nó thêm vài trăm nữa thôi. Anh bác nào nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé, theo số điện thoại 0977 400 500 hoặc 0971 700 800. Chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau nhé.